Chào mọi người, mình đã có từng có chia sẻ là mình sẽ đang có ý định là tạo một cái ống dòm nhìn ban đêm. Thì do là công việc hôm nay thì nó cũng bận rộn quá, mình không có sắp xếp để tập trung vô làm cái đó được. Và mình cũng đang tìm đồ để làm cái đó. Trước tiên lúc đầu, cái dự định lúc đầu là mình tìm một cái camera cũ, camera quay băng ngày xưa cũ, mình sẽ lấy một số bộ phận của nó để mình chế. Nhưng mà bây giờ sao mà đi kiếm nó thì không có ra, và cũng không có thời gian để tập trung vô nữa. Bữa giờ cứ chạy đồ cho khách suốt. Hôm nay thì chủ nhật mình cũng sắp xếp một chút xíu thời gian. Lý do là cũng lâu rồi không có đăng video mới để cho anh em vụt sĩ chúng ta có cái mà tham khảo đồ chế. Và hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ một cách thứ hai, nó đơn giản hơn nhưng mà nó cũng có một số nhược điểm, nhưng mà chúng ta vẫn có thể ứng dụng được để làm một cái ống dòm nhìn ban đêm. Trước mắt là một cái camera. Đây là camera loại cổ, mình sưu tầm mấy cái này. Đồ mới thì mình lấy mình chế mình không tiếc, mà mấy cái đồ cổ này mình lấy mình chế mình cũng khá tiếc. Cái này thì độ phân giải của nó là khoảng 2 mê thôi. Nhưng mà này nó chụp được thẻ nhớ nữa. Và nó có thêm một cái màn hình nhỏ này. Yêu cầu là phải có cái màn hình để chúng ta có thể ngắm được. Thì cái này camera này nó đáp ứng được cái nhu cầu đó. Nói sơ qua về cái ý tưởng để mọi người nắm được. Thực tế thì ánh sáng mà chúng ta phân biệt được hình ảnh, ánh sáng giúp cho chúng ta phân biệt được hình ảnh. Ví dụ như ban ngày khi chúng ta nhìn một cái vật gì đó thì ánh sáng nó sẽ tác động vào cái vật đó và làm cho vật đó nó phản chiếu lại ánh sáng vào mặt chúng ta, thì chúng ta mới cảm nhận được nó, và trong não chúng ta sẽ tái tạo lại cái hình ảnh đó. Nhưng ban đêm á, thì cái lượng ánh sáng mà để chúng ta thu được vào mắt á, thì nó không có nhiều, và có nhiều cho điểm thì nó không có ánh sáng luôn, nên chúng ta sẽ không nhìn được. Thì cái ứng dụng mà mình muốn nói đây là để chúng ta áp dụng vào những đêm mà không có ánh sáng. Thì chúng ta sẽ dùng một cái nguyên lý rất là đơn giản, không phải là nó không có ánh sáng, thực tế là chúng ta sẽ áp dụng một cái loại ánh sáng mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy được. Nghe nó thì nó cũng tầm thường quá, nhưng mà thực tế là cái ứng dụng này chúng ta có thể làm một cái ống dòm để mà chỉ có chúng ta nhìn được trong ban đêm thôi, còn những người khác thì họ không nhìn được ban đêm. Đó. Giống như dạng như là mắt mèo vậy đó. Đó, thì cái ống dòm này cũng chúng ta sẽ lợi dụng cái thứ nhất, nó sẽ có hai bộ phận. Một thứ bộ phận đầu tiên là bộ phận tạo ra ánh sáng, đó chính là tập hợp những cái bóng led hồng ngoại. Nó sẽ phát ra một cái lượng ánh sáng hồng ngoại mà mắt thường chúng ta không không phát hiện ra được, không nhìn ra được. Nhưng mà cái camera, cái độ phân giải của camera nó sẽ nhìn ra được cái ánh sáng hồng ngoại đó. Và khi ánh sáng ngoài nó đập vào một cái vật gì đó thì nó sẽ phản chiếu lại cái hình ảnh của cái vật đó vào trong cái camera chúng ta. Thì camera chúng ta sẽ ghi nhận và nó sẽ hiển thị ở cái dạng hình ảnh mà mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy được. Đó, lúc đó chúng ta sẽ nhìn lại trên cái màn hình này cái hình ảnh đó. Và không phải đơn giản là khi mà chúng ta đã tạo ra ánh sáng hồng ngoại thì camera này nó sẽ cho chúng ta được hình ảnh tối ưu. Tại vì á, khi mà chế tạo một chiếc camera bình thường á, thì những cái nhà sản xuất á, người ta sẽ tạo thêm một cái kính lọc tia hồng ngoại ở trong đó rồi. Người ta sẽ bỏ một cái kính lọc tia hồng ngoại ở trong cái cảm biến này. Nên công việc chúng ta là bây giờ muốn chế tạo nó, chúng ta phải bung cái camera ra, tháo gỡ bỏ cái kính lọc đó, vứt ra ngoài. Lý do là ánh sáng hồng ngoại á,
những cái tia hồng ngoại á, nó sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng hình ảnh của chiếc camera của người ta, nên người ta sẽ khi mà sản xuất những camera người ta sẽ phải bỏ thêm những cái kính lọc đó để lọc bỏ hết những cái ánh sáng hồng ngoại, những cái tia hồng ngoại, hoặc là hạn chế những cái hình ảnh đó, thì nó sẽ làm cho chất lượng hình ảnh sau khi chụp nó tốt hơn. Đó, lý do tại sao mà khi mà chúng ta chỉ một chiếc remote TV và chúng ta trước camera thì chúng ta sẽ thấy những cái điểm sáng rất là nhỏ. Đó là do nó bị kính lọc, nó lọc bỏ rồi. Và bây giờ cái công việc chúng ta độ chế là chúng ta sẽ tháo bỏ kính lọc ra, là chúng ta đã được một cái bộ phận tái tạo hình ảnh rồi. Và đi kèm theo cái tái tạo hình ảnh đó thì chúng ta sẽ làm một cái mạch để cấp nguồn nuôi cho những cái bóng đèn LED hồng ngoại, nó sẽ phát ra một cái luồng sáng hồng ngoại ra để nó phản chiếu lại chiếc camera, và trong camera ta sẽ thu được. Để tăng cái tính gọi là phải gọi là độc quyền riêng tư đó, thì không 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 thể nào mà để cho cái màn hình này nó lộ ra vậy được. Tại vì khi chúng ta sử dụng camera hồng ngoại nhìn ban đêm mà chúng ta để lộ này thì ai cũng có thể nhìn được, nếu mà họ đứng sau ta thì ai cũng có thể nhìn được. Nó sẽ mất cái sự lý thú trong sáng tạo của chúng ta. Sáng tạo của chúng ta thì chúng ta phải chỉ có những người mà chúng ta muốn cho nhìn được thì họ mới nhìn được. Thì chúng ta sẽ làm một cái bộ phận kính ngắm nữa. Một cái ống ngắm che lên trên đây để chúng ta chỉ kê mắt vào sát chúng ta mới thấy được. Nhìn mặt ngoài thì chúng ta không thấy được. Đó, đó chính là cái chia sẻ sơ lược về cái camera chúng ta. Camera nhìn đêm của chúng ta. Và bây giờ thì trước tiên mình sẽ bắt tay, mình sẽ mở cái camera này ra và sẽ tháo bỏ cái kính hồng ngoại và sẽ chia sẻ tiếp với mọi người về cái vấn đề và bóng LED đó. Bóng LED mà hồng ngoại thì chúng ta có thể, nếu mà bạn nào mà hay đi lục loại đồ hoặc là hay đi tìm mua những đồ cũ hay là những đồ như vừa ve chai đó, thì hãy lục những cái mạch trong remote đó, cũ đó, remote TV, remote điều khiển từ xa đó cũ đó. Chúng ta sẽ lục lấy những cái mạch đó, ta lấy những cái bóng LED đó, lấy những bóng LED hồng ngoại đó, và chúng ta sẽ ráp thành một cái mạch phát ánh sáng ngoài. Và bây giờ thì mình sẽ rã thử cho mọi người xem cái camera này. Và mình nghĩ là sẽ không cần phải rã cái camera này, tại vì nó có một cái bộ phận để gắn pin, nên nếu mà rã ra thì để pin của nó hơi bị khó khăn, nhét pin nó sẽ lượm thượm. Bây giờ thì mình sẽ trước tiên thì mình sẽ lấy những cái bóng hồng ngoại và mình sẽ phát sáng nó rọi vào một vật gì đó lúc mà chưa có tháo cái kính lọc ra để mọi người thấy được. Bây giờ mình sẽ lấy trước hai cái bo điều khiển tivi này, là bo cũ do mình sưu tầm mấy cái đồ này thì mình có. Còn các bạn không có những cái bo này cũng có thể mua những cái LED hồng ngoại này, có thể đặt hàng ở trên cái bay A2Z của mình ha. Mình sẽ lấy những cái bóng hồng ngoại mới về cho các bạn. Đây, mình sẽ tháo ra và mình sẽ cấp nguồn cho bao cái bóng hồng ngoại nó phát sáng và nó sẽ rọi vào một cái vật nào đó để mọi người xem thử cái lượng phát sáng khi mà nó bị cái kính lọc hồng ngoại nó che lại ha. Đây, và bây giờ mình đã tháo được hai cái bóng LED hồng ngoại từ cái bo remote. Nó cũng có cách phân biệt chừng như là LED thường của chúng ta thôi ha. Thì các bạn thao tác nó bạn phải biết ha. Bây giờ mình sẽ bật nguồn cái camera của chúng ta lên thử. Hết pin, trời. Ở đây chỉ là cái bước chúng ta thử thôi. Khi mà chúng ta thử ok hết thì chúng ta sẽ chế pin đồ đàng hoàng vô. Giờ để mình thay cái cặp pin cái. Đó, bây giờ mình đã bật camera lên rồi. Bây giờ mình kê nó gần lại camera để chúng ta nhìn thấy được. Đây là cái màn hình nó hiển thị. Đây là chiếc camera mình chưa có tháo cái kính lọc hồng ngoại ha.
Đây, hình ảnh đây. Giờ mình tắt đèn thử và mình sẽ phát cái bánh cái ánh sáng hồng ngoại này lên. Trước tiên thì chúng ta cần có một cái vật. À, đây mình có một cái chai phấn cho em làm một cái vật để mọi người xem. Đó. Xem chai phấn đó ha. Mình sẽ tắt đèn và mình cấp nguồn cho cái bóng led này để cho nó rọi vô chai phấn để cho mọi người xem thử. Bây giờ thì chai phấn của chúng ta nó tối lại rồi ha. Nếu mình tắt luôn cái đèn còn lại ở phía sau này thì nó sẽ không thấy luôn á. Mình sẽ rọi thử cho mọi người xem. Không có thấy gì ha. Chúng ta sẽ không thấy được gì từ ánh sáng của cái bóng này. Tại vì cái ánh sáng này thứ nhất mình cấp nguồn là bằng cái đồng hồ đo. Và cái thứ hai là nó cũng bị cái kính lọc này nó lọc đi những cái tần số dải tần hồng ngoại rồi. Nên chúng ta khó thấy được ánh sáng khi mà ánh sáng này nó chiếu vào trong cái vật của chúng ta. Mình rọi thử. Đó, mọi người thấy không? Nó chỉ là một cái đốm sáng nhỏ le lói thôi. Lý do là một phần là nó bị lọc. Một phần nữa là do cái công suất của con led này nó cũng không cao. Thì trước tiên chúng ta xử lý cái vấn đề thứ nhất là nó vấn đề mà lọc ha. Đây. Sáng này rất là nhỏ nhoi. Giờ mình thử cấp nguồn cho nó bằng cái bộ nguồn hẳn hoi xem nó như cái bóng led này nó có cải thiện được cái công suất không không? Cấp nguồn vô mà cái bóng này nó nóng, khá nóng. 3V mà nó khá nóng. Mà ánh sáng nó cũng không có ra nhiều nữa. Ồ, cấp 3V à. Ánh sáng rất là yếu. Bóng này chúng ta phải cản qua con điện trở. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ test bằng cách là sử dụng cái đồng hồ. Sử dụng cái đồng hồ cấp nguồn cho led thì chúng ta thấy nó yếu đúng không? Bây giờ mình sẽ tháo kính lọc ra thử. Chào mọi người. Sau khi mình tháo kính lọc ra thì chúng ta sẽ được thu được hình ảnh như thế này. Bây giờ mình hướng cái ánh sáng này nó không có trực diện được. Đó, đó. Mọi người sẽ thấy ha. Mình tắt đây.
Giờ cấp nguồn cho một cái bóng led thử ha. Đó, lấy một cái bóng led hồng ngoại cấp nguồn cho nó thử. À, mọi người thấy không? Bây giờ thì ánh sáng nó mạnh hơn. Chúng ta thu được ánh sáng mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta rọi vật là thấy thấy vật nó sáng lên hơn rồi ha. Không chưa? Chỉ cần chúng ta tháo cái kính lọc là chúng ta thu được cái hiệu ứng nó tốt hơn rồi. À, công việc tiếp theo của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ nối tiếp thật là nhiều cái bóng này hoặc là mắt song song nó kết hợp với một cái bộ nguồn để cho nó phát ra một cái ánh sáng hồng ngoại công suất lớn. Đây, thử lại cho mọi người xem. Giờ chiếu vô trong cái chai. À, đúng chưa? Chỉ có một bóng led chúng ta thôi mà chúng ta cũng thu được ánh sáng khá là tốt. Nếu mà kết hợp thật là nhiều bóng thì nó sẽ cho ra một cái công suất tốt hơn. Đúng chưa? Lúc ban đầu chúng ta coi cái clip ban đầu thì ánh sáng rất là nhỏ, chỉ là một điểm phát sáng, đốm sáng. Khi mà chúng ta chiếu quay trực tiếp cái led hồng ngoại này vào cái camera thì chúng ta mới thấy được cái điểm phát sáng đó thôi. Bây giờ chúng ta lọc bỏ cái kính. À, cái kính lọc hồng ngoại nó sẽ như thế này đây. Mà mình đặt bật đèn lên cho mọi người xem. Đây. Đây là kính lọc hồng ngoại nè. Nó là cái kính mà nó nằm sát với cảm biến ảnh của cái camera chúng ta. Chỉ cần tháo ra chúng ta thấy cái lớp kính nào mà nằm sát với cái cảm biến á, chính là nó đây. Mà khi chúng ta nghiêng chúng ta sẽ thấy được những cái ánh sắc nó khác nhau. Đúng không? Đôi khi chúng ta thấy màu xanh, đôi khi chúng ta thấy màu đỏ. Đây. Tháo nguyên cái kính này ra chúng ta bỏ thôi. Nó thì chúng ta sẽ thu được cái hiệu ứng nó tốt hơn. Và cái video thứ nhất thì mình chỉ dừng lại ở đây thôi. Nãy giờ mở cái men ra cân chỉnh nó cũng cả buổi đồng hồ rồi. Video thứ hai thì mình sẽ tập trung, mình sẽ làm về cái phần phát sáng led hồng ngoại để cho chúng ta thu được cái ánh sáng nó tốt hơn, phát được ánh sáng nó công suất lớn để cho camera thu được ánh sáng nó tốt hơn, hình ảnh nó rõ hơn ha. Thì chúng ta sẽ có cái video clip thứ hai. Cảm ơn mọi người.